Thì các bạn, hôm nay anh em mình chụp kỷ yếu cho lớp 955 trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Rồi, hôm nay là ngày lễ 30/4. Buổi sáng giờ chụp rất là nhiều rồi. Đấy, các bạn học sinh hôm nay rất là đông nhá. Em nào chưa chụp ảnh cho anh chú em ơi. Em đứng lùi xuống một tí nữa, Không, anh chụp hành lang thôi. Tí anh chụp cái này sau, em đứng hành lang đi. Ok, đợi anh tí. Rồi đấy nhá. Rồi ok, nhìn anh này. Rồi đấy nhá. Rồi 2 3 này. Em đứng ở giữa đường ấy, em đứng giữa đường đẹp hơn. Rồi ok thế nhá. Rồi em chỉnh lại tóc tai một chút nào. Rồi ok thế nhá. Rồi ok tươi này. Rồi đẹp đấy, rồi 2, 3 này kiểu nữa này, 2. Tốt, rồi em xoay người bên này một tí được không? Xoay người bên này một tí được không? Đúng rồi. Rồi nhìn cái cầu vai mình nhẹ nhàng, vuốt tóc đi, hất tóc qua sau nào. Rồi ok thầy nhá, rồi ok xung quanh này 2. Nhìn hoa lại nào, đúng rồi, tốt. Rồi ok đây em đứng quay hướng này được không? Em quay hướng này được không? Rồi ok chạy hoa cầu vai nhiều như này này. Hất tóc bên này ra. Rồi ok thầy nhá. Rồi đó như thế đẹp này. Rồi em nhìn anh này, nghiêng đầu mạnh nhìn anh này. Đúng rồi, vẫn đứng dọc này, đứng dọc anh nhưng nghiêng đầu anh nhìn anh. Dọc người như anh này. Đấy, đúng rồi, rồi, tốt. Thấp cằm một tí, em cúi mặt một tí. Đấy, rồi, thế nhá, tươi này. Rồi. Ok, em cứ hơi đưa bó hoa nhẹ lên như này, xong em nhìn nó. Đúng rồi, đúng, em nhìn nó nhá. Rồi, em nghiêng đầu sang anh một tí. Đúng rồi, tốt em. Đẹp lắm. Rồi, cảm ơn em. Rồi em thích đứng hành lang này không? Này nữa này. 1, 2, lấy sức mạnh vào mặt nó để không ạ. 2, 3. Rồi. Không sao. Rồi. Nhưng anh ơi. Đừng bỏ phi bỏng lên chứ đừng đi chốc xuống dưới nó xấu nhá. Đúng rồi, đi cao lên nhá. Rồi, chuẩn bị đây. Máy ra đài chưa? Máy xong, không? 3. Còn ca bắt đầu đi. Thank you.